Cái này là cái gì đấy? Kính thưa quý bà con, cô chú, anh chị cùng các bạn, kênh Trải nghiệm cuộc sống của mình hôm nay đi đến Bản Liền, xã huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, và cũng có vào trong đây thì là bà con dân tộc nơi đây rất là khó khăn. Đấy, thì được anh công an xã giới thiệu là vào để ủng hộ cho bà con dân tộc. Đây, ở đây là không biết nói tiếng Kinh các bạn, tiếng dân tộc. Đấy, nhà cửa của ông bà đây. Cái nhà của ông. Nhà này là của nhà nước xây cho. Chứ ông bà ông không có nhà. Em ơi, ông bà này có mấy người con hay là như thế nào? Một đứa con đây đúng không? Người in vào. Con. Thế là nhà nước xây cho từ năm nào? Năm 2019. Đây là nhà nước xây cho. Nhà nước hỗ trợ. Nhà nước hỗ trợ. Thế à? Đấy. AMD. Trái. Thì đấy, kênh mình hôm nay là có vào đây và cũng được anh công an xã giới thiệu. Cho nên mình cũng biết thì là mình có mua một ít nhu yếu phẩm cho ông bà. Chị ơi. Đây. Lời chị muốn đây. Mơ à? Đây, gửi tặng ông bà. Đấy. Đấy. Đây là dạ. Em là dân tộc Tày. Dân tộc Tày. Đấy. Giường xíu để này gãy hết nhỉ. Cái nhà ông bà đây. Nói chung là còn nhiều, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nó liên gặp mẹ em rồi. Bà ở trong ấy kia là mẹ của em à? Vâng ạ. Thế à? Đợt trước kênh của mình là cũng vào trong thác ở trong đấy thì là cũng đã gặp mẹ của em này thì mình đã ủng hộ rồi, nhưng là lần này là mình vào tiếp tục lần hai thì là đây là bố của bà cụ hôm trước rồi. Đây, nói chung là bà con dân tộc nơi đây thì nó cũng khó khăn. Nếu mà các bạn mà có sắn này thì là để ăn đấy hả? Ăn sắn. Đây là thuộc thôn Bản Liền hả em? Thôn đội 2, xã Bản Liền. Thôn đội 2, xã Bản Liền. Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đúng không? Bếp ra đây. Nói chung là trong đây còn khó khăn, đường xá đi lại nó cũng khó khăn. Đây. À, đội. Đội núi. Ông gõ cái này làm gì đấy? Bú. Làm gì đấy? Em chở lắm. Thôi, kênh mình cũng làm đến đây thôi. Xin kính chào quý cô chú, anh chị và cùng các bạn.